Em xin chào anh chị và các bạn, những khán giả của channel Hùng Xe Hơi. Thì hiện tại em đang có mặt tại Hyundai Bắc Ninh. Trước mặt em đây là chiếc Hyundai Grand i10 phiên bản số tự động hatchback, phiên bản cao nhất của bản hatchback. Thì tháng này bên em cũng có sẵn những cái chiếc xe như là màu trắng này, và bên kia của em là có màu vàng cát. Thì em sẽ xin review một chút về i10 cũng như là chính sách giá bán của tháng 9, tháng 10 và tình trạng xe để anh chị có thể nắm được. Thì về tổng quan thì Hyundai i10 có kích thước em đánh giá là tốt nhất trong phân khúc xe hạng A, với chiều dài là 3m805, chiều rộng là 1m680 và chiều cao là 1m520, với chiều dài cơ sở lên đến 2m450, cùng cái khoảng sáng gầm xe tốt hơn cả xe phân khúc hạng B, tốt hơn Vios, tốt hơn cả City là 15,7 cm. Thì em sẽ review phần xe trước. Thì đến với phần đầu xe, chúng ta có làm nổi bật lên đó là chiếc logo Hyundai đã được đặt cao hơn so với cả phiên bản trước. Thì phiên bản này được ra mắt tại thị trường Việt Nam vào tháng 9 năm 2021, thì cũng đã được 1 năm rồi. Doanh số của i10 thì không phải bàn, trong phân khúc xe hạng A rồi, nó luôn là đạt top đầu. Vâng, với mặt ca lăng thì có sơn bóng và có hai cụm đèn LED định vị ban ngày hình boomerang, cảm giác thể thao và cũng khớp với cả mặt ga lăng với hình dạng là thác nước. Chúng ta có đèn sương mù là đèn halogen nhưng mà được chiếu qua bóng chiếu projector cho chùm sáng rõ nét và phá sương cực kỳ tốt khi anh chị đi trời có nhiều sương. Đèn cụm đèn pha cốt của xe thì vẫn là đèn halogen phản xạ đa hướng. Thì cái ưu điểm của halogen phản xạ đa hướng đó là cho cái chùm sáng rộng thì sẽ tăng cái khả năng tầm nhìn về chiều ngang tốt hơn cho anh chị khi đi trên đường. Về phần la răng thì i10 mới này thì cũng có la răng kích thước to hơn, đó là la răng 15 inch, phanh xước rất là đẹp, với phanh trước là phanh đĩa, treo trước là hệ thống treo MacPherson độc lập, cực kỳ là êm ái và vào cua rất là mượt mà. Với chiếc cảm biến áp suất lốp được trang bị cho cả 4 bánh thì đây cũng là một công nghệ đáng để nói trên Hyundai i10. Đó. Phần gương chiếu hậu của xe thì cũng được tích hợp xi nhan, rồi tính năng chỉnh điện và gập điện trên Grand i10, và có thêm công nghệ trên chiếc gương này nữa, đó là sấy gương. Khi chị đi trời mưa thì có thể bật sấy gương lên để làm cho những cái hạt mưa trên này nó bay hơi cho chúng ta có tầm nhìn tốt hơn. Tay nắm cửa thì được mạ chrome sang trọng và có nút bấm mở khóa thông minh ở trên này. Về phần đuôi xe thì đây, cái này là cũng là cái điểm nổi bật của i10, đó là chữ viết tắt của Grand i10, cũng làm cho chiếc xe có cảm giác là thể thao hơn và nó cũng là cái điểm nhấn. Trên logo đằng sau này thì cũng dán luôn là mức tiêu thụ nhiên liệu với đường kết hợp là 6 lít này, trong đô thị là 7,6 lít và ngoài đô thị anh chị chạy được cái đường cao tốc ấy rơi khoảng 5 lít. Thì phiên bản này thì cũng được trang bị camera lùi ẩn ở trong này. Đó, camera lùi ẩn rất là an toàn. Cái này thì bảo vệ cam mình rất là tốt, rất là bền khi tác động bởi ngoại cảnh. Và có chữ Grand i10 được điêu khắc trên này, dán vào trông rất là thể thao. Đằng sau thì cũng được trang bị hai cảm biến lùi, đó, giúp anh chị đỗ xe và lùi xe an toàn. Đèn báo phanh trên cao cũng là cụm đèn dạng LED. Đó. Anten thì chưa được chuyển sang anten với cá mập, nó vẫn là anten dạng cột anh chị. Cùng đến với phần nội thất thì i10 nổi bật lên với cả nóc xe thì là 3 tông màu. Đó là màu đen và những cái đường chỉ đỏ thể thao và cá tính. Thêm trần màu kem nhám cho
Cảm giác chiếc xe màu đen thì là sạch sẽ, anh chị sử dụng xe rất là sạch. Và trên trần có màu kem nhám này thì giúp cho không gian xe cảm giác thêm phần rộng rãi hơn. Rồi, phần những cái phím bấm ở cửa người lái này thì cũng có là điều chỉnh gương điện này, gập điện bằng nút bấm này. Rồi chỉnh điện gương trái gương phải, ok. Phần loa xe, đây là những chiếc loa của xe i10 thì được thiết kế núm sụt núm xoáy này rất là hiện đại. Mình cứ nói quá nhưng cảm giác nó giống như kiểu loa của mẹt ấy nhỉ. Và cái hệ thống ga tự động Cruise Control thì chỉ được trang bị duy nhất trên phiên bản hatchback này thôi. Đó, kèm những cái phím bấm như là tăng giảm âm lượng này, thì, nhận diện giọng nói, đàm thoại rảnh tay. Và đây là chiếc màn hình đa thông tin của xe, màn hình giải trí, đó, màn hình AVN với kích thước là 8 inch, tích hợp hệ thống định vị dẫn đường. Có những cái công nghệ trên đây đó là Bluetooth, radio, Apple CarPlay và Android Auto. Về màn hình trên này thì cũng báo là màn hình vòng tua là cơ thôi, nhưng mà sẽ hiển thị tốc độ này, rồi tính gọi là số còn lại của km cũng như là bình xăng thì là hiển thị điện tử. Trên đây cũng là được trang bị đèn nổ start-stop thông minh. Đó. Và điều hòa thì điều hòa chỉnh cơ. Cần số thì được bọc da, rồi sơn bóng rất là thể thao, hoàn toàn mới. Đó. Túi khí của xe thì trên phiên bản i10 bản đủ số sàn và bản tự động này thì đã được trang bị hai túi khí, dù chỉ có trên bản tiêu chuẩn là trang bị một túi khí thôi. Ghế của i10 thì anh chị có thể thấy đây là ghế da trơn, kèm những cái đường chỉ đỏ rất là thể thao và cá tính. Hệ thống loa của xe thì được trang bị với 4 loa, nhưng mà em đánh giá là cái i10 mới này cho cái âm thanh của nó sống động hơn và nghe hay hơn. Đây chúng ta có hộc để đồ này, để đồ rất là rộng. Đây nữa. Đó. Ok. Vô lăng thì cũng được là vô lăng bọc da. Em xin giới thiệu thêm về vô lăng. Đó. Thì cùng đến với cả phần hàng ghế thứ hai. Rồi, đến phần hàng ghế thứ hai thì cũng được trang bị hai loa ở cả hai bên cánh cửa. Cũng là hộc để nước. Rồi đằng trước cái ghế đằng trước của anh chị đây thì cũng được trang bị những cái ngăn để chứa đồ. Và đặc biệt ở trên i10 đây, đó là cửa gió điều hòa ghế sau được trang bị. Thì hiếm có những cái xe trong phân khúc hạng A nào được trang bị cái tính năng này. Và cổng sạc USB tích hợp ở đây thì giúp chúng ta đi đường dài có cái sự giải trí tốt hơn. Và độ ngả gương lưng ghế cũng rất là phù hợp. Rồi độ ngả lưng ghế cũng rất là thoải mái, ngồi tựa đầu êm, da ngồi cũng rất là êm. Và cái khoảng để chân rộng giúp cho chúng ta có những cái cuộc hành trình hoặc là những người ngồi ghế sau có được sự thoải mái nhất. Thì về tổng quan thì em cũng xin giới thiệu qua như vậy. Còn về chính sách giá bán thì hiện tại i10 đang sẵn bản tự động hatchback. Và cái chính sách giá bán thì cũng tốt hơn rất là nhiều so với cái thời điểm là 2 đến 3 tháng trước. Thì chiếc xe với giá niêm yết là 435 triệu. Thì hiện tại chính sách giá bán tại Hyundai Bắc Ninh đã được giảm tiền mặt cho khách hàng rất là nhiều rồi. Có thể lên đến vài chục triệu và có tặng những cái phụ kiện đi thèm theo xe như là phim cách nhiệt của Mỹ, bảo hành 10 năm, trải sàn da và bọc vô lăng. Thì những cái chiếc xe i10 có sẵn xe rau ngay bên em như là màu trắng này, màu đỏ này, màu xanh và màu cát ở kia. Thì anh chị quan tâm hơn về chính sách thì có thể là hoặc là cần em tư vấn thì sẽ liên hệ với em cái số điện thoại em để trên màn hình. Thì em xin cảm ơn anh chị đã theo dõi video
Xin chào và hẹn gặp lại quý chị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.